Bây giờ đến arc của Hira. Bạn bảo tôi là quay cái gì cơ? Xin chỉ tiêu dùng hết nguyên thạch với cầu để quay Kazuha. Nếu lệch thì xin Jin hoặc Mona, 4 sao thì xin Biona và một cây tế lễ. Rồi. Được. Thôi đứng đây phong thủy rồi. Để xem nào. Ui 66 cầu cơ ạ. Chết rồi, chết rồi. Ui. Để check lịch sử phát xem nào. 2 3 4 5 6 7 8 9 9. Mình sẽ quay từng hit một thôi cho bạn ý hồi hộp. Từng hit một thôi nha. Nhớ nha, từng hit một thôi nha. Cứ xanh thì mình skip, còn tím với vàng thì mình để xem là nó sẽ ra cái gì nha. Xanh thì mình sẽ skip. Tại vì xanh này cũng không có cái gì đáng bàn cả đúng không? Nó cứ bình tĩnh thôi. 4 hit rồi này, 4 hit xanh rồi này. Mình nghĩ là mình sắp tím rồi. 5 hit xanh rồi này. Nó không thể nổ vàng sớm như thế này được. Mới có khoảng tầm 50 hit thôi. 6 này. 7 này. Tím này. Chiếc tím đầu tiên này. Minh Quang, ok. X10 đi á. Từ từ, nếu như mà phát tiếp theo nổ tím thì sau đấy mình sẽ quay X10. Thật ra mình thích ngồi mình gồng từng hit một như thế này hơn cho nó vui. Với cả nó có tỷ lệ kiểu nổ sớm thì mình vẫn còn giữ được cầu ấy. Mọi người hiểu ý mình không? Tiếp này. Sao tự dưng lại giận gáy nhỉ? Anh kì bên. Mấy hit rồi ta? Sắp nổ tím tiếp theo rồi đấy. Đây này. Hình như đâu khoảng 2 hit nữa là nổ tím này. Tím này. Rồi nha, rồi nha. Trời ơi, đây bây giờ mình sẽ quay X10 này. Phát X10. Phát X10 duy nhất. Không thể nào nổ vạn ớt nhờ. Với cái cuộc sống này rồi, tôi hết nhiệm vụ với con ạc này rồi, tôi hết nhiệm vụ rồi. Ok, tôi hết nhiệm vụ rồi nhá. Nào, còn muốn quay nữa không? Tôi còn 39 cầu rồi, tôi hết nhiệm vụ rồi. Bạn muốn quay nữa không? Quay tiếp Kazu à? Được. Mày quay tiếp nhá. Tôi quay 9 phát lẻ, tôi quay 9 phát lẻ và quay nốt X10. Đừng có nổ vàng nữa nhá, xin đấy. Đưa ạc cho tôi nào, nhanh 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 nhanh. Gửi ạc cho tôi đi. Đến lượt bạn rồi đấy. Đến lượt bạn rồi đấy. Bạn bây giờ tôi với bạn ngồi nói chuyện nhau này. Bạn muốn quay cái gì? Bạn muốn quay Kazuha đúng không? Bây giờ tôi hứa trên danh dự của một người gọi là đứng đầu công ty bán hòm thì tôi sẽ không thí bạn. Tôi sẽ không thí bạn. Bây giờ bạn có cái gì bạn muốn nhắn gửi đến đến với cả bọn tôi không? Bạn quý công ty đừng lừa tôi là được.
Bây giờ bạn hãy thổ lộ mong muốn của bạn đi. Bạn muốn bao nhiêu con Kazuha? Ngoài Kazuha ra bạn có muốn cái gì nữa không? Tức là bây giờ bạn muốn một con, một con Kazuha, một Hazel với cả một Klee, đúng chưa? Đúng không? Mình check lịch sử trước. 1, 2, 3, 4. 4. Ok, bạn chỉ muốn quay Kazuha thôi đúng không? Rồi, tôi hiểu rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào việc nhá. Tôi sẽ quay 22 cầu này, tôi sẽ quay x10 nhá. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào việc này. Bây giờ nick của bạn chưa có bảo hiểm. Rồi, tôi biết rồi. Nào, bắt đầu nào. Bắt đầu tiên, x10 nhẹ nhàng, không bao giờ nổ được vào. Chắc chắn rồi. Kinh ngoan. Chắc chắn rồi. Phát đầu tiên chỉ là một phát nháp thôi các bạn. Cố lên nào. Cố lên, cố lên. Thoma này là hai trên ba con được red up trong banner đã xuất hiện rồi. Chúng ta đang đợi một khuôn mặt mới, chứ chúng ta không cần những cái khuôn mặt cũ, đúng không? Rồi, đây còn hai, còn chỗ này tôi quay thêm phát x10 nữa. Nào, đó là 30 nháy rồi. Ô kìa, sao lại lòi ra cái kiếm chuông ở đây nhở? Tôi muốn nhìn thấy một gương mặt mới hơn. Riêng quay cho An thì không bao giờ tôi thí An cả. Tôi chỉ suýt thí An vài lần thôi. Nhưng mà lần nào tôi cũng cứu An về bờ hết. Cho nên là kiểu An có thể an tâm ấy. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cả việc quay x1 này. Ôi kìa, lại Thoma. Anh Thoma có vẻ mấy hôm nay anh Thoma có vẻ thích xuất hiện quá nhở. Phát thứ hai này, xanh này. Đâu, đây là phát đầu tiên chứ, phát thứ hai này vẫn xanh này. Cái xanh nào thì mình cứ skip nha mọi người. Không thể nổ vàng sớm như thế được. Quay Klee gì? Klee đúng không? Chắc chưa? Chắc chưa? Quay chưa? Không thể nổ vàng sớm như thế được đâu, yên tâm. Cho tôi quay thêm vài x10 nữa đi. Tôi nghĩ là không nổ vàng sớm như thế được đâu. Làm sao mà nổ được? Tôi nghĩ là tôi sức cùng lực kiệt rồi. Tôi không thể nào mà tôi làm được thêm cái gì tầm này đâu. Nhà mình chưa có Klee rồi, ok tôi chiều bạn. Nào, nào chúng ta quay Klee nào. Nói chung là có khi nào mà hôm nay bạn mắc cung bệnh con này luôn không? À thôi, từ từ tôi quay phát x10 và đổi vía. Ây à, đấy đúng rồi, nó phải như thế. Nói chung là không ra vàng được nữa đâu mà. Tầm này ra vàng cũng không trúng được ấy mọi người. Tại vì bạn đến nổ 2 Kazuha rồi thì không thể nào phát đằng sau này có thể nổ thêm con Klee nữa đâu. Mọi người có tin tôi không? Không thể nào ấy, kiểu không thể nào nổ thêm một con Klee nữa ấy. Tầm này chỉ có nổ ra Chi Chi thôi. Không thể nào là nổ được con Klee nào nữa đâu. Không thể. Không thể nổ được. Tôi đéo tin mà nữa. Không nổ
được đây này, đây để tôi làm, tôi chứng minh cho mọi người xem lời nói của tôi là sự thật này, không thể nào mà nó nổ thêm một con clean nữa. Đấy, hệ lửa nhiều lắm. Đây, chắc chắn là không thể ra được. Không thể nào ra được. Tôi lại quay đến khi nổ vàng luôn nhá. Không thể nào mà ra được thêm một con clean nữa đâu, tôi thề luôn đấy.